Trang một năm mới 2017-2018, chúc các bạn luôn mạnh khỏe, học giỏi, xứng đáng là con ngoan trò giỏi và cháu ngoan của Bác Hồ. Và xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý và bà con cô bác đã đến dự hội Trung thu ngày hôm nay luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào đêm Trung thu năm 2018.